Sẵn qua một ít gia vị như là sả rồi hành tỏi với lại bột ngọt với đường với lại ít nước mắm với dầu ăn nha anh em. Và bây giờ thì đang xiên vào que thôi. Que này thì bảo đảm với anh em là khổng lồ luôn. Hai con cá hố này rất là to. Nghiêng chỗ đoạn tí nó hơi dần dàn cá rồi. Chở hai miếng lại. Vàng vàng rồi, còn sắp sắp được ăn rồi. Anh em thấy xiên que khổng lồ không? Xiên que này, xiên que cá hố tư nha anh em. Nguyên một con dài thòn lòn luôn. Bên này đang nấu nào canh chua thôi. Xào qua trước cho cá nó khỏi tanh nha anh em. Anh em khoảng 20 phút rồi thì giờ cảm thấy cái xiên que này nó cũng dần dần chuyển sang màu vàng rồi anh em, rất là thơm. Quá đã luôn. Chắc khoảng 10 phút nữa anh em mình sẽ ăn được anh em ơi. Anh em bây giờ thì nướng cái xiên que khổng lồ này chắc chắn nó cũng đã chín rồi. Giờ anh em mình lượm xuống và xỉa ra ăn. Có một phần nó hơi bị chín số thôi, nên là nó bị rớt xuống nửa số mà này. Mà không sao, đổ nướng lại rồi bỏ vô chiếu thôi. Đó, wow. Thơm tuyệt vời luôn. Rồi chén muối ớt cây chua sội bạc rồi. Ok, bây giờ anh em chuẩn bị chiến rồi. Sau khi tụi mình lấy xiên ra thì thịt nó cũng khá là vàng đều, nhìn rất là mắt mắt anh em. Bảo đảm anh em là chắc chắn sẽ rất là ngon. Đó, anh em nhìn sơ qua, tụi mình chấm với muối nha anh em. Đây là rau củ quả gồm dưa leo, ổi thôi. Trời này mưa lạnh lạnh, uống miếng rượu nữa là tuyệt vời. Bên ngoài mưa nữa là khá là bị tối nè. Thì
Thì bây giờ anh em mình thử nghiệm cái món ăn mình vừa làm, anh em mình làm thử như thế nào đây. Ok. Đây, xin mời tất cả anh em nha. Món nướng thì nó như thế này thôi, không được gọi là cháy lắm, nói chung là vừa ăn. Đó, anh em nhìn thấy miếng cá này. Đó, ok, mình thử miếng thử nha. Mời anh em nha. Quá ngon. Nó ngon và nó ngọt luôn ấy, mấy cái tư các bạn. Nó bảo như là cá khô, cá hốt khô thì nó không có mùi đó. Trong là nướng mà, cảm giác nướng mà nó nướng, anh em ăn nướng ấy, nó không có mất cái chất, nó còn ngọt lực luôn. Còn cái này mà anh em luộc thấy gì là nó đúng rồi. Ok, mời trời mưa và gió này làm cái rượu y bài luôn anh em. Mời anh em nha. Cá cho mình biết sao nói với anh em rồi, anh em cũng được cho là nó còn hột này, trứng cá ngon ngọt ngọt à. Đây anh em mình nướng dừa chín tới, không dám nướng đợi cháy nè, cái nó mất chắc mất. Đây nướng là vàng vàng, cũng nói chung là nướng gần 40 phút á, biết đâu này được không à. Đây nãy mình sợ không chín mà chín hết rồi bạn. Ok anh em, bây giờ thì mình sẽ ghép thêm miếng khác nữa. Wow, hai con gần 1 kg nha anh em. Con cá hố này nó bảo đảm nó cũng rất là to. Mình chấm miếng muối rồi em ơi. Mời anh em nha. Wow. Muối thì anh em mình giảm muối hột nha anh em. Muối hột cây với lại nặng thêm cá chanh nữa. Nó làm chấm miếng muối thử lật lạc làm miếng nạc nạc cho miếng muối à. Và ngọt lắm anh em. Quá đẹp. Ăn nhảy cho tôi nhảy. Ok, chờ tiếp anh em. Ủa, quá ngon, ăn gần hết dữ không? Chắc là điểm khác nào hơi sương một tí thôi nhưng mà ăn rất là ngọt. Ha. Cắn một phát hết luôn. Nhiệt tình quá. Còn là sương ngon ha. Đây. Đâu? Đây. Nắm một phát uống một cái à. Cần sẽ coi anh trúng sườn chắc bà rồi. Đúng quá. Bây giờ tính mưa tăng ký đẹp đẹp á. Ồ, đồ mập quá, tăng ký này chết luôn. Anh em mình ăn sườn rất là nhiều. Anh em thấy không? Con chó nó cũng đứng chờ sườn này. Tí nữa chắc ăn xong cho nó ăn anh em ơi. Gọi nó. Bên trong dĩa này thì còn rất là nhiều, hai con cá rô nữa, với hai cái đầu chưa chín lắm anh em. Ok anh em, bây giờ thì nói anh em mình quen cũng rất là nhiều đâu, anh em xem này. Nói thôi, bây giờ đỡ mình tạm dừng clip ở đây và anh em mình xử tiếp ạ. Rồi anh em cảm thấy clip hay và thú vị nhớ để lại cho anh em mình một like, một chia sẻ ủng hộ nha anh em. Ok, bye bye mọi người nha. Anh em clip khác. Nhớ ấn đăng ký và ấn vào cái chuông để xem những clip mới nhất nha anh em. We'll be right back.